thấy các anh chị trên top top bắt trend làm trà trái cây nhiệt đới thì ở Mỹ Tho mình cũng có rồi nè. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho nè. Nhìn cái màu xanh đỏ cam hồng thiệt là bắt mắt. Tính ra nếu ở Mỹ Tho này tôi thấy hình như là có chỗ này bán trà trái cây nhiệt đới rồi nè, bắt trend nhanh thiệt. Mấy loại trà trái cây ở đây sẽ đồng giá 20.000, giống như cái ly trà dâu tầm này nè. Cái mùi dâu tầm đặc trưng rất là thơm. Tuy nhiên sẽ có một số trái chua và một số trái ngọt. Đét thơm ở đây cũng không kém đâu nha, hạt đét dẻo lắm á, khóm thì ngọt. Trà trái cây nhiệt đới với cam dâu tắc ổi, mỗi loại sẽ tạo nên một hương vị riêng hòa quyện vào nhau, ngọt ngọt thơm thơm. Tuy nhiên ở món này cái phần trái khóm nó sẽ chua chua. Và ba ly trà trái cây này đều có mùi hương lại thoang thoảng, nhẹ nhàng vừa đủ kết hợp với mức trái cây. Khi uống vô tạo cảm giác rất là thanh mát. Và một điều lưu ý cho các bạn là mình thấy nước nó hơi ngọt ngọt nhẹ, cho nên là bạn nào uống chua thì nhớ phải dặn. Đá bào một thời tuổi thơ của chúng ta đã được nâng cấp thành đá bào mật trái cây. Đá được bào thật là nhuyễn, kết hợp chung với phần cốt của nước trái cây ngâm. Tính ra một ly có 25.000, vậy mà được topping của ba loại trà trái cây luôn rồi. Món này lời hơn đúng không? Xong rồi mình cho thêm miếng sữa lên cho nó ngọt ngọt. Xúc bột muỗng bỏ vào miệng, múc thêm mấy muỗng trái cây nữa. Vừa ăn vừa nói chuyện là hết bài. Nhưng mà không thể thiếu đồ ăn được mà cái món này cực kỳ độc lạ. Bánh bông bóng Hồng Kông. Ta nói để cầm cái này mà tách ra nó nóng phỏng tay mọi người. Nhìn phía bên trong mà muốn tan chảy luôn hà. Lớp vỏ bên ngoài khi cắn vào nó sẽ giòn nha, còn bên trong nó sẽ dẻo dẻo dai dai. Cái món này có ba vị lận, cái vị mình đang ăn là vị phô mai. Nó sẽ hơi hướng về ngọt ngọt nha. Bạn nào thích chua chua thì ăn xí muội. Tính ra cái quán này bán nhiều món lạ ghê. Đây là bánh flan nè. Cái này là bánh flan lá dứa nè, rồi hoa đậu biếc nè, củ dền nè. Cái vị bánh béo lắm kìa mà mềm nữa. Có mùi lá dứa được tôm lên rất là rõ rệt. Hai loại kia lên màu nhẹ nhẹ thôi, nhìn là biết màu tự nhiên rồi. Mặc dù có lên màu cho bắt mắt nhưng mà cái mùi nó cũng xem nhau hà. Ở đây là tiệm đá bào mật trái cây Barbie Hy, nằm ở số 9/10A đường Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đối diện xéo xéo với cổng của trường cao đẳng nghề, mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ mỗi ngày. Nói chứ tranh thủ đi thử cái món hot trend đi nhẹ. Ngày 8 tháng 3 mua 1 tặng 1 đó nha.